50 triệu người bị nám da trên khắp thế giới. Trong đó, phụ nữ châu Á khi ở độ tuổi sinh sản có tỷ lệ nám da lên tới 30%. Những vết đốm không đều màu ảnh hưởng rất lớn đến sự hấp dẫn, tươi trẻ, thậm chí là sức khỏe của các chị em. Theo quan điểm nét đẹp Á Đông, một làn da đẹp thực sự khi đảm bảo đủ các yếu tố, sắc diện hồng hào, trắng sáng, mịn mướt, không tì vết. Nếu những vết nám, tàn nhang, đôi môi đang là trở ngại của bạn, vậy đâu là bí quyết dành cho bạn? Whitening Cream đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, giải pháp chăm sóc da đột phá, kết hợp tinh hoa từ thiên nhiên và khoa học hiện đại. Sản phẩm là kết tinh thành quả nghiên cứu trong nhiều năm để cho ra chiết xuất tinh túy nhất từ các tổ hợp nguyên liệu đỉnh cao, hứa hẹn mở ra một dấu mốc quan trọng trên hành trình chăm sóc sắc đẹp. Chiết xuất lá Astrosaphilos uvaris quý hiếm bậc nhất, đánh bay hắc tố melanin dư thừa, giúp làm mờ, giảm đốm đen hiệu quả. Được cấp bằng sáng chế trong phức hợp ethylene do công ty Cinema của Pháp nghiên cứu, hoặc chất cao cấp niacinamide, chiếc áo giáp vững chãi, tăng cường cải thiện sự trẻ trung cho làn da, khắc phục hoàn hảo các dấu hiệu lão hóa, tái tạo và làm đều màu da. Bộ đôi thần dược vitamin C và E, sự kết hợp đỉnh cao mang đến hiệu quả không ngờ, trung hòa toàn diện các gốc tự do. Chống lại tác hại từ tia tử ngoại lên làn da gấp 4 lần, da luôn láng mịn, trẻ trung và săn chắc. Chúng tôi nỗ lực lưu giữ trọn vẹn nét thanh xuân cùng bạn. Whitening Cream tự hào là dòng sản phẩm có tính cách mạng trong việc phục hồi, tái tạo sự trẻ trung của làn da, đưa thanh xuân trở lại. Sản phẩm đạt chứng nhận Dermatest, chứng nhận cao nhất của Viện Nghiên cứu Khoa học hàng đầu tại Đức về hiệu quả dưỡng da trắng mịn, dưỡng ẩm và làm đều màu da, giúp làm mờ các vết sạm, nám, tàn nhang trên da. Sử dụng đều đặn 2 lần mỗi ngày sáng và tối, hiệu quả rõ rệt chỉ sau 8 tuần, giúp ngăn ngừa hình thành các đốm sắc tố mới, cấp ẩm cho da, giúp làn da trở nên mịn màng. Sử dụng đều đặn trong suốt 3 tháng, làn da sáng và đều màu rõ rệt, các vết nám, tàn nhang mờ dần đi, giúp tăng sản sinh collagen và chống lão hóa hiệu quả. Sử dụng đều đặn trong 6 tháng, tác động mạnh mẽ đến làn da và hóa tan các đốm nâu như chưa từng xuất hiện, đem đến làn da tươi sáng, rạng rỡ, đồng thời giúp cải thiện và củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da sáng khỏe tự nhiên. Whitening Cream, bảo vật của vẻ đẹp trường tồn vượt thời gian dành riêng cho bạn. Nám tàn, da sáng, nhan sắc thăng hạng. Sản phẩm được sản xuất bởi nhãn hàng Samba Hat đến từ Cộng hòa Liên bang Đức và được phân phối độc quyền bởi Dược mỹ phẩm Thanh Trang.